Khi Qatar đang gấp rút chuẩn bị cho World Cup trong nhiều tháng liền, thì ở một thành phố khác tại châu Á, hoạt động sản xuất cho giải đấu này cũng sôi động không kém. Đó là thành phố Nghĩa Ô, Trung Quốc, nơi cung cấp 70% thị phần sản phẩm World Cup, đơn hàng bùng nổ, công nhân làm việc hết công suất. Các xưởng sản xuất tại Nghĩa Ô, Trung Quốc từ nửa năm nay luôn trong không khí rốt ráo làm việc. 8 tháng đầu năm, Nghĩa Ô đã xuất khẩu 3,82 tỷ nhân dân tệ đồ thể thao và 9,66 tỷ nhân dân tệ đồ chơi các loại. Khác với những năm trước, năm nay, bên cạnh các sản phẩm truyền thống như đồ chơi, quần áo, thì doanh số bán máy chiếu, thẻ bài cầu thủ cũng tăng mạnh. Chúng tôi ấn tượng với mẫu thiết kế của linh vật năm nay. Ban đầu trông giống như một cánh diều, sau đó chúng tôi tiếp tục nghiên cứu và tưởng tượng khi bay lên thì nó trông như thế nào, cần vật liệu gì phù hợp để ra được sản phẩm ăn ý. Theo khu vực, xuất khẩu sang Brazil là 7,58 tỷ nhân dân tệ, tăng 56,7% so với cùng kỳ năm ngoái trong khi xuất khẩu sang Argentina và Tây Ban Nha lần lượt đạt 1,39 tỷ nhân dân tệ và 4,29 tỷ nhân dân tệ, tăng 67,2% và 95,8%. Sự kiện thể thao này thực sự là cơ hội lớn trong công việc của chúng tôi. Các đơn hàng đến liên tục từ lúc trục trịch bắt đầu cho tới khi kết thúc giải đấu. Gần như chúng tôi phải làm việc tăng ca liên tục. Quân Cup 2022 chỉ thiếu đội tuyển Trung Quốc chứ không thiếu hàng hóa Trung Quốc. Đó là câu nói ví von của hàng triệu công nhân tại Nghĩa đã làm việc cực lực suốt nửa năm trước khi quân cúp nổ tiếng còi khai mạc. Hiện nay, có 212 quốc gia và khu vực trên thế giới có trao đổi kinh tế và thương mại với Nghĩa Âu. Lượng giao dịch đặt hàng trực tiếp và gián tiếp hàng năm ở Nghĩa Âu là khoảng 30 tỷ đô la Mỹ và tỷ lệ hướng ngoại của thị trường đã đạt hơn 60%.